Hi, chào mừng tất cả quý khách hàng. Và trên tay Văn Hội đó chính là chiếc chìa khóa của dòng siêu phẩm Toyota Camry model năm 2021. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật và tìm hiểu xem là đón chờ một năm 2021 thì Toyota Camry dòng Luxury của phân khúc hạng D sẽ có chương trình xả kho khuyến mại rất lớn là như thế nào, giảm giá lên đến vài chục triệu đồng. Cụ thể thì tổng lăn bánh ra làm sao? Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi chi tiết cùng Văn Hội ngay bây giờ. Vâng, và được Toyota Việt Nam nhập khẩu Camry model 2021 với hai model. Ở phiên bản 2.0 sẽ có giá niêm yết từ 1.029.000.000 đồng. Trong khi đó là người Anh tiền nhiệm ở đây, đó chính là phiên bản 2.5Q đang có giá niêm yết từ 1.235.000.000 đồng. Sẽ có những chương trình xả kho khuyến mại rất lớn là như thế nào thì không để quý anh chị khách hàng phải đợi chờ lâu hơn nữa, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn. Ở trong cái clip này thì chúng ta sẽ phân đến phần đầu tiên, phần bảng giá thì Văn Hội vừa chia sẻ rồi đúng không? Không để anh chị chờ lâu, chúng ta sang phần thứ hai ngay, đó chính là phần chương trình khuyến mại của xe. Nổi bật đầu tiên của cái chương trình khuyến mại của lần này thì Toyota Việt Nam cũng như là kết hợp cùng đại lý thì sẽ có những cái ưu ái rất là lớn. Thứ nhất là về cái khuyến mại cho cái chương trình trả góp. Khi anh chị mà mua xe Camry trả góp trong thời gian này thì chúng ta sẽ hỗ trợ với lãi suất chỉ từ 0,49%. Cực kỳ là đơn giản và rẻ luôn đúng không ạ? Với khoảng gần 300 triệu đồng là anh chị đã sở hữu ngay một chiếc Camry thế hệ mới rồi. Trong khi đó ở chương trình khuyến mại cho trả thẳng thì sao? Ở chương trình trả thẳng thì chúng ta sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán nhé. Trực tiếp vào giá thì chúng ta được trừ bằng tiền mặt cũng như là các phụ kiện tùy chọn. Tổng sẽ lên đến hơn 50 triệu đồng. Cụ thể thì sẽ là bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu tiền phụ kiện. Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ quý anh chị hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ra khoảng 2 phút đồng hồ để ngắm tổng quan hình ảnh của cả hai model 2.5 cũng như là phiên bản 2.0. Sau đó chúng ta sẽ đến với phần tổng chi phí lăn bánh. Chúng ta sẽ dành ra 3 phút đồng hồ thì bên cạnh anh chị đó chính là phiên bản 2.0 của Camry. 2.0 thì sẽ có cái sự khác biệt là gì? Đầu tiên là về giá bán chỉ từ là 1.029.000.000 đồng. Anh chị đã sở hữu một chiếc xe phân khúc hạng D rồi. Nhưng khác biệt tiếp theo nữa gì? Ở 2.0 thì nhà sản xuất sẽ có cái sự khác biệt. Khi mà làm với phiên bản 2.5, chúng ta sẽ có một cái giải đèn LED ban ngày một line. Trong khi đó phiên bản 2.5 lúc đó chúng ta sẽ ngắm nhìn ba cái đèn LED ban ngày. Điểm tiếp theo nữa gì? Ở 2.0 thì sẽ chưa trang bị cửa sổ trời. Điểm thứ ba nữa đó chính là cái la răng đây. Em quay sẽ tiến gần hơn để chúng ta thấy được. La răng ở phiên bản 2.0 thì được sơn cái màu ghi bạc này, rất sang, rất khỏe khoắn, đúng không? Tiếp theo nữa ở bên trong nội thất xe thì có những cái điểm khác biệt so với 2.5 là gì? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Ở phiên bản 2.0 thì nhà sản xuất là trang bị gập gương thôi, nhưng mà chưa có cái tính năng đó chính là cảnh báo điểm mù ở trên gương. Trong khi đó ở phiên bản 2.5 chúng ta sẽ có cái cảnh báo điểm mù ở trên gương như thế này. Còn phía đuôi sau thì có sự khác biệt là gì? Ở phiên bản 2.0 thì ở phía đuôi sau thì chúng ta sẽ có cái một phần ống xả. Trong khi đó là phiên bản 2.5 sẽ là ống xả kép trong một kiểu dáng rất thể thao. Chúng ta sẽ vào thêm vào phần bên trong nội thất xe. Phiên bản 2.0 thì chúng ta có một cái điểm khác trong nội thất nữa, đó chính là xe thì chưa được trang bị bộ phận, đó chính là công tắc nhớ ghế. Phần thứ hai nữa là gì? Chúng ta sẽ chưa có cái phần là vô lăng chỉnh điện. Và phần thứ ba nữa là gì? Thì anh máy quay sẽ di chuyển vào bên trong. Qua nội thất ở bên trong xe thì ở phiên bản 2.0 thì sẽ chưa được trang bị tính năng Cruise Control, giữ ga tự động theo hành trình. Và một cái điểm nữa đó chính là cái hub hiển thị km trên giờ bằng điện tử. Và ở phiên bản 2.5 thì chúng ta sẽ trang bị luôn một cái màn hình bản rộng hơn và có luôn phần map. Thực ra thì những cái phần này thì chúng ta cũng có thể, nó chỉ là cái bổ trợ thêm thôi, theo Văn Hội là như thế. Ví dụ như tính năng chúng ta để ý như là đèn pha tự động hay gạt mưa tự động thì đều được trang bị này. Những điểm mạnh này hoặc là điều hòa tự động đua luôn nhá, rất hay. Và phanh tay điện tử. Còn một cái nữa đó chính là ở phiên bản 2.0 thì nhà sản xuất sẽ trang bị cửa gió điều hòa ghế sau cũng như là phần ghế điện như thế này, nhưng mà sẽ chưa trang bị cái phần tựa tay để điều chỉnh
cái phần các phần công tắc của cái phần điều hòa hay phần điện thì vẫn chưa được trang bị. 2.5 thì trang bị toàn bộ ghế sau, ghế điện và cái rèm kính ở phía sau thì phiên bản 2.0 cũng chưa được trang bị. Rồi chúng ta sẽ sang phiên bản 2.5. Và đây đó chính là hình ảnh tổng quan của phiên bản 2.5Q Toyota Camry. Chúng ta sẽ thấy ba giải đèn LED ban ngày. Đó là điểm đầu tiên. Thứ hai thì trên phần nóc xe chúng ta sẽ có thêm cái thiết kế là cửa sổ trời. Điểm thứ ba nữa là phần la răng. La răng của Camry 2.5 sẽ trang bị la răng lên đến 18 inch. Điểm thứ tư, hệ thống gập gương điện tự động này còn được trang bị luôn một hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương. Thì anh máy quay sẽ quay chi tiết vào đây. Phần cảnh báo điểm mù trên gương. Còn ở phần phía đuôi sau nữa thì chúng ta có một cái điểm khác biệt nữa là gì đây? Anh chị có thể nhìn cùng Văn Hội vào đây. Hệ thống ống xả kép dạng thể thao được trang bị trên phiên bản 2.5. Hơn đến gần 200 triệu cơ mà, đúng không? Ok, còn phần bên trong xe thì sẽ có những cái điểm gì? Cốp điện đây, mở lên đúng không? Bên trong xe có điểm là gì chúng ta sẽ... Tổng quan giao diện bên trong của nội thất 2.5Q thì chúng ta sẽ thấy không? Có một cái hấp kính, anh chị nhìn thấy mờ mờ kia đúng không? Nếu mà ngồi ngoài thực tế thì sẽ thấy rõ hơn là km. Và ở bên trong thì màn hình này thì chúng ta có một màn hình hiển thị đa thông tin bằng điện tử luôn. Đủ các loại thông tin từ cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, hấp kính hay là chỉnh cái phần rèm cửa sau. Cũng vẫn hệ thống là đèn pha tự động, nhưng sẽ có lẫy chuyển số thể thao ở trên vô lăng này. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cruise control giữ ga tự động theo hành trình. Và một cái màn hình giải trí thì sao? Chúng ta có một màn hình giải trí to bản hơn, cũng dùng loa JBL, nhưng chúng ta sẽ có thêm nút map sử dụng bằng tiếng Việt luôn. Hệ thống điều hòa sẽ lên đến 3 vùng độc lập. 3 vùng độc lập nhé. Cùng với đó thì trên phần nội thất xe có cái phần vân gỗ này, trang bị toàn giải luôn, trông rất sang luôn. Điểm nữa là gì? Chúng ta có cái phần ở cửa gió điều hòa hàng ghế sau đây. Nó sẽ cũng tương tự như 2.0 thôi, nhưng chúng ta sẽ có thêm một cái mới, đó chính là điều chỉnh ở phía sau. Cái phần điều khiển ở phía sau này thì chúng ta có cái hay, đó chính là chúng ta điều chỉnh được cả ghế điện này, cũng như là nhiệt độ ở phía sau, rèm sau. Rèm sau thì đây, chúng ta nhìn test lại nhá. Đó, nó sẽ rất tiện là như thế. Và chắc chắn rồi, ở hai bên rè này thì chúng ta sẽ có hai rèm sau. Và vẫn điều chỉnh cái ghế này, có thể tiến lên, vừa tiến lên như thế này. Nó rất hay, người đằng sau đấy, người đằng sau còn điều chỉnh được cả người đằng trước cơ đấy. Rất hay đúng không? Đây, tổng quan phần sau đây. Tổng quan khoang nội thất đây. Còn bây giờ chúng ta đến với phần tổng chi phí lắp đánh và khuyến mại cho từng phiên bản. Rồi đó chính là những tổng quan hình ảnh chi tiết nhất của cả hai model 2.0 và 2.5Q của Toyota Camry thế hệ mới nhất năm 2021. Hai phiên bản thì anh chị cũng đã thấy sự khác biệt rồi. 1 tỷ 029 triệu cho phiên bản 2.0, 1 tỷ 235 triệu cho phiên bản 2.5Q, đúng không? Khác biệt lên đến khoảng 200 triệu đồng, chưa bao gồm phần thuế trước bạ. Nếu mà thuế ở thành phố Hà Nội thì khoảng 12% và ở tỉnh khoảng 10%, thì đâu đó lăn bánh cho một chiếc Camry phiên bản 2.0 sẽ khoảng hơn 1 tỷ mốt một chút cho thành phố Hà Nội, cũng như ở phiên bản 2.5 thì sẽ đâu đó khoảng hơn 1 tỷ 3. Còn cụ thể thì tổng khuyến mại cho từng phiên bản ra như thế nào thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Theo từng vùng miền, đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi sẽ chia sẻ để phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Xe đủ màu giao ngay với hai màu nội thất. Nội thất màu đen sang trọng lịch lãm, cũng như là nội thất màu be vàng cực kỳ là quý phái. Anh chị sẽ chọn phiên bản nào từ màu sắc ngoại thất và nội thất? Còn muốn tư vấn chi tiết hơn nữa thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và chương trình trả góp khoảng 250 triệu đến 300 triệu đồng là anh chị đã sở hữu xe rồi, với thời gian vay lên đến 84 tháng và lãi suất chỉ từ 0,49% mà thôi. Rất rẻ đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Một lần nữa thì Văn Hội trân trọng cảm ơn quý chị hàng đã dành thời gian theo dõi chi tiết clip của chúng tôi. Hãy bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về chương trình khuyến mại cũng như là review xe chi tiết. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Bye bye!